Bây giờ cô trò chúng mình cùng vào bài tập đầu tiên, đó là bài tập số 1 để tìm hiểu nội dung của bài nào. Bài 1. Anh hơn em 9 tuổi. Biết cách đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai anh em là 21 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay. Các con nghe lại đề bài. Anh hơn em 9 tuổi. Biết cách đây 3 năm tổng số tuổi của hai anh em là 21 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay. Theo các con thì bài toán này có dạng toán nào? Đầu tiên thì các con biết anh hơn em 9 tuổi. Như vậy 9 tuổi là có hiệu rồi đúng không? Và tổng của số tuổi 3 năm trước đây của hai anh em là 21 tuổi. Vậy bài toán cho tổng nhưng tổng đang ẩn đi. Và chúng mình có dễ dàng tìm được tổng không? Nếu chúng mình tìm được tổng thì chúng mình đưa bài toán này về dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm được kết quả bài toán. Và cô trò mình phải phân tích đã, xem bài toán cho biết gì, bài toán đi tìm gì và dựa vào đâu thì cô trò mình tìm được bài toán này. Chúng ta cùng phân tích. Anh hiện nay hơn em hiện nay là 9 tuổi. Đây, các con nhìn thấy chưa? Đúng không nào? Bây giờ người ta lại cho là tuổi, tổng số tuổi của hai anh em trước đây 3 năm. Vậy bây giờ cô sẽ có cách đây 3 năm bằng cách là cô cắt đi. Anh lấy anh hiện nay và em hiện nay đều cắt đi 3 tuổi. Đó là phần màu trắng này. Thì cô sẽ còn đoạn còn lại. Đây là tổng của hai anh em cách đây 3 năm là 21 tuổi. Và bài toán yêu cầu đi tìm tuổi anh và tuổi em hiện nay.